mạnh hơn chút nữa. Tự nhiên Quân nó kêu con, cái giờ mình theo cái lối thầy với con thôi, nghe già quá. Thôi nữa như con nữa, nghe già quá. Em được rồi. Tịch đó là do cái ngón tay nó còn hơi bê, nó bị nằm xuống, mình đứng lên chút, hai ngón nó sát vô nhau nó sẽ yểm trợ cho nhau, nó tạo thêm lực. Để nhà cứ làm giống như vậy ha. Mình mua thêm một cái khí cụ nữa là đồ cắt móng tay để kế bên. Đây móng tay nó lên thì mình sẽ phải BD, nếu mình không có đứng thẳng lên thì sẽ bị tịch. Ok, good. Rồi, mình đang đứng đây rồi. Bữa sau em về em tập 4 thập âm đó ha. Cứ chuyển qua chuyển lại như vậy. Mình kiểm tra cho nó bớt tịch đi. Từ từ gân nó sẽ khỏe lên. Mà nhớ cái bài luyện ngón trước khi vô cái bài thập âm đó ha. Luyện ngón trước ha.